theo báo cáo mới nhất, chỉ số CPI, thước đo lạm phát của Trung Quốc, lại tăng trong tháng 2. Theo số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố hôm thứ Ba, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 2, thước đo chính của lạm phát tăng 1,4% so với một năm trước đó. Theo một chuyên gia, dịp Tết nguyên Đán đã góp phần vào tăng trưởng do nhiều người mua sắm lương thực và đi lại nhiều hơn trong những ngày Tết. Chỉ số CPI đang phục hồi nhẹ và tăng trưởng trong tháng 2 mang tính mùa vụ. Phục hồi chủ yếu được thúc đẩy nhờ vào giá lương thực tăng. Giá lương thực vốn chiếm 1 phần 3 trong chỉ số CPI của Trung Quốc đã tăng 2,4% so với một năm trước đó. Giá hàng hóa phi lương thực tăng 0,9%, giá hàng tiêu dùng tăng 1,1% và giá cả ngành dịch vụ tăng 2,2%. Mặc dù nhiều lĩnh vực đã nhìn thấy tăng trưởng, các chuyên gia vẫn canh báo rằng giá hàng hóa trong tương lai cần được theo dõi chặt chẽ. Tôi cho rằng đó không phải là một xu hướng phục hồi và nhiều khả năng CPI sẽ giảm trong tháng 3. Xu hướng giảm giá sẽ không thay đổi, do vậy mà dấu hiệu tăng trưởng ở một tháng không đủ để nói lên điều gì.